Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nên từ hôm nay miền Bắc đã chuyển rét. Trong đêm nay thì khối khí lạnh vẫn tiếp tục duy trì, vì vậy mà trời phổ biến có mưa nhỏ vài nơi và các phương tiện khi lưu thông trên đường thì cần lưu ý để phòng đường trơn trượt. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng dao động từ 17 cho đến 19 độ, còn vùng núi ở mức nhiệt là 14 cho đến 16 độ. Ngày mai thì mưa giảm, trời chuyển khô ráo hơn với nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Tại một số nơi vùng núi cao như là Sapa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ thì trời rét buốt với nhiệt độ chiều vào khoảng từ 10 cho đến 12 độ ngay cả vào thời điểm giữa trưa. Thưa bà con, miền Bắc đã bước vào đợt rét mới. Bên cạnh các biện pháp phòng chống rét cho gia súc thì các biện pháp phòng chống rét cho gia cầm cũng rất cần thiết. Vì vậy, trong thời gian này thì bà con nên chuẩn bị đầy đủ phông bạc để che chắn gió mùa, bổ sung thêm bóng điện để sưởi ấm cho gia cầm, nuôi với mật độ hợp lý, đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi, cho uống nước sạch ấm và bổ sung thêm đường gluco, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hóa để nâng cao khả năng chống bệnh. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng. Bên cạnh đó thì định kỳ phun thuốc khử trùng. Ngoài các biện pháp đã thực hiện như trên, cần theo dõi thường xuyên tình trạng vật nuôi để phát hiện, xử lý kịp thời khi có biểu hiện dịch bệnh. Trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Trung Bộ. Do sự tăng cường mạnh của không khí lạnh phía Bắc khiến cho đới gió Đông Bắc trên khu vực hoạt động mạnh lên kết hợp với điều kiện địa hình, cho nên từ đêm nay hầu hết các nơi ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đều có mưa. Trong đó các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa với lượng lớn xuất hiện khiến cho mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Các sông từ Thừa Thiên Huế cho đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông lên trên mức báo động 2. Người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Sau khi bão số 4 đi qua, mưa tại khu vực Tây Nguyên sẽ giảm nhanh. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết quay trở lại trạng thái ổn định, mây thay đổi, ít mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở ngưỡng từ 24 cho đến 27 độ. Bà con tại đây nên tranh thủ thời tiết thuận lợi để khắc phục hậu quả sau bão, trong đó có việc chăm sóc và khôi phục vườn cây công nghiệp, một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Và để phục hồi vườn cây công nghiệp sau bão, thì bà con nên áp dụng các biện pháp như là đối với vườn cây cao su chưa cạo mủ, bị gãy đổ ngang thân, cần cưa phát theo góc nghiêng 35 độ ngay chỗ gãy, sau đó thì bôi thuốc phòng bệnh vào vết cắt. Với những cây bị nghiêng và long gốc, cần khẩn trương dựng lại cây, vun gốc và rậm chặt, cắm cọc để giữ đứng cây. Với cây hồ tiêu, các trụ tiêu bị tuột dây thì cần buộc lại, cắt tỉa các dây tiêu bị hư hại và tiếp tục chăm sóc giúp cây phục hồi tốt. Đối với cây cà phê, những cây bị long gốc thì cần nhanh chóng dựng lại, những vườn cây bị rụng quả cần thu dọn quả rụng, tiếp tục chăm sóc giúp cho những quả còn lại phát triển và hạn chế giảm sản lượng. Tại các vườn bị ngập úng thì cần khẩn trương đào rãnh thoát nước để hạn chế sâu bệnh về sau. Ngoài ra, bà con cũng cần thường xuyên thăm vườn để kịp thời phòng và xử lý các đối tượng sâu bệnh. Và ngay sau đây xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, có nơi từ 14 cho đến 16 độ và nhiệt độ cao nhất từ 23 cho đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, nhiệt độ thấp nhất tại đây là từ 17 đến 19 độ, có nơi từ 15 cho đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 cho đến 23 độ. Các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất tại đây là từ 20 đến 23 độ và cao nhất từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa, phía Bắc sẽ có mưa vừa, có nơi có mưa to và dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất tại đây từ 21 cho đến 24 độ và cao nhất từ 26 đến 29 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 28 độ. Còn các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất từ 30 đến 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.